Đã từ rất lâu rồi, bạn tiếp xúc và gần gũi với văn hóa, âm nhạc, ẩm thực Trung Hoa. Bạn yêu thích ngôn ngữ này và hiểu rằng biết tiếng Trung là lợi thế để dễ dàng kinh doanh, đi du lịch, có cơ hội việc làm. Hơn thế nữa, đây lại là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ hai trên thế giới chỉ sau tiếng Anh. Thế nhưng, bạn không biết bắt đầu từ đâu, liệu có phải chỉ cần biết nói tiếng Trung bồi là đủ? Thực ra, nếu chỉ nói được tiếng Trung bồi thì phát âm của các bạn không chuẩn, không thể đọc hiểu được thiên nghiêm, bính âm hay nhiều người còn gọi là bản chữ cái tiếng Trung. Các âm khó như rư, trư, sư và tư, tư thường đọc lẫn lộn, phát âm sai, khiến người khác nghe hiểu chữ này thành chữ khác, ảnh hưởng lớn đến giao tiếp của bạn. Hơn nữa, nếu trong lúc nói chuyện cần trình bày ý kiến của mình, nhưng đôi lúc bạn chỉ biết dùng ngôn ngữ cơ thể, khua chân múa tay thì cũng không hay lắm, đúng không nào? Trong khóa học tiếng Trung cơ bản, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lộ trình học tập nhanh nhất, ngắn nhất nhưng lại đạt hiệu quả cao nhất, tránh khỏi những sai sót về phát âm nhé. Sau khóa học, các bạn sẽ tự tin phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp các chủ đề thông dụng, ăn uống, đi lại, mua bán, đổi tiền, hỏi đường, khám phá du lịch ở những danh lam thắng cảnh Trung Quốc, tự tin chinh phục kỳ thi HSK1 theo thang bậc 9 cấp. Về nội dung giảng dạy, trong khóa học, bạn sẽ được học hệ thống phiên âm tiếng Trung, được dạy từng từ mới, vận dụng và ghép câu. Đặc biệt, mình sẽ dạy các bạn nhớ chữ và tự tay viết ra được chữ đó một cách đơn giản và dễ dàng, thông qua bộ thủ hoặc các hình ảnh. Bạn cũng sẽ được luyện hội thoại hai chiều, tương tác giữa học sinh và giáo viên, hoặc tương tác khi học sinh thảo luận nhóm và giáo viên nhận xét. Giúp người học luyện nghe, luyện nói, luyện phản xạ, luyện tư duy. Được học về những mẫu câu thông dụng để dễ dàng áp dụng trong đời sống. Sau cùng, bạn sẽ được giới thiệu các đề thi HSK để có thể thực hành, cọ sát, tự đánh giá năng lực của bản thân và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi HSK. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của mình. Like video và đăng ký ngay để cùng chinh phục tiếng Trung bạn nhé!